Lạy cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Cảm ơn cha mỗi ngày cha cho chúng con được ngồi lại với nhau để chúng con được thông công, được thờ phượng cha trong tâm thần và lẽ thật cha. Giờ đây chúng xin Đức Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con đi trong sự thờ phượng của chúng con, là thờ phượng để trong sự thực tiễn cùng với Ngài, để mà tất cả những gì mà chúng con được nghe từ Ngài, từ sự dạy dỗ của những người lãnh đạo thuộc linh của chúng con, để tất cả những sự dạy dỗ đó được thấm và nhập trong chúng con, để lời của Ngài được ứng nghiệm trên đời sống của chúng con ra thực tiễn, cùng với Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con đi trong mọi lẽ thật, để mà cùng với Ngài chúng con khôi phục lại mọi vàng vật chúng ạ. Và mỗi ngày đặc biệt rằng chúng con phải được trở nên giống Ngài để mà cai quản. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, Ngài yêu chúng con và Ngài chăm sóc chúng con mỗi ngày, Ngài đào tạo chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con những kiến thức lớn, những một đức tin lớn, đức tin trưởng thành, đức tin mà làm những công việc lớn và khó cho Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục làm cho chúng con được dồi dào sự sống của Ngài, dồi dào tình yêu của Ngài, dạt dào trong tình yêu giữa Chúa với tất cả những người lân cận đến với chúng con, để chúng con bày tỏ Ngài một cách rõ rệt, bày tỏ Ngài một cách mạnh mạnh dạn cùng với Đức Thánh Linh, để chúng con làm mọi công việc cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng buổi thờ phượng của chúng con lên cho Ngài. Xin tất cả những sự thờ phượng của chúng con để mà đi trong sự thực tiễn, Chúa ạ. Ngài dẫn chúng con đi trong cái sự thờ phượng thực tiễn, để đứng dậy và hành động những việc mà Ngài dạy dỗ và bày tỏ cho chúng con qua những người dẫn dắt chúng con, những người thuộc linh của chúng con. Chúng con đội ơn cha, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Trong chính con đấng chuột mua con, giải cứu con, thiếp hữu con Giêsu luôn ở bên. Tất cả con vui dân tại nơi Chúa, lạy Cha từ ái cuối sinh giờ đây hiện ra trọn cả nơi ngôi ngày này. Nào con đau sương khóa tiếng bảo kia, xong cho ngày thôi vua Giêsu ơi. Đất và thiên cung hòa tiếng ca, đời ai nhân cha còn luôn mãi thôi. Ngài đang chuộc mua con và thế gian, kêu con đường xa gần luôn với cha. Tất cả trong con dân ngài cao hát, lạy vua từ ái cuối sinh giờ đây hiện ra trọn cả nơi ngôi ngày này. Nào con đau sương khát thiêm bảo kia, xong cho ngài thôi vua Giêsu ơi. Giêsu rình vua các vua, Chúa của thiên cung ngự trong chính con, đấng chuột mua con, giải cứu con, thiếp hữu con Giêsu luôn ở bên. Tất cả con vui dân tại nơi Chúa, lại vua từ ái cuối sinh giờ đây hiện ra trọn cả nơi ngôi ngày này. Nào con đau sương khát thiêm bảo kia, xong cho ngài thôi vua Giêsu ơi. Đất và thiên cung hòa tiếng ca,
đơn ai nhân cha còn luôn mãi thôi. Ngài đấng chuộc mua con và thế gian, kêu con đưa xa gần luôn với cha. Tất cả trong con dân Ngài cao hát, lạy cha từ ái cuối sinh giờ đây, hiến dân trọn cả nơi ngôi Ngài này. Nào con đau sương khát thiên bảo kia, sống cho Ngài thôi vua Giê-xu ơi. Lạy vua từ ái cuối sinh giờ đây, hiến dân trọn cả nơi ngôi Ngài này. Nào con đau sương khát thiên bảo kia, sống cho Ngài thôi vua Giê-xu ơi. Lạy vua từ ái cuối sinh giờ đây, hiến dân trọn cả nơi ngôi Ngài này. Nào con đau sương khát thiên bảo kia, sống cho Ngài thôi vua Giê-xu ơi. Bao la lớn cả thế giới này sẽ không bao giờ
Ngài sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn là hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điều nguy ra bao lớn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn là hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điều quý ta bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Ok, lạy Chúa đã chờ con, cho em cảm ơn rất nhiều vì Ngài cùng với các anh chị em con là chúng con được ngồi và khen Chúa, và chúng con học hỏi lời của Ngài. Và xin Ngài hãy bày tỏ cho con biết về nhiều điều mọi nhiệm của Ngài cha, và đó chúng con biết về những góc nhìn khác rộng hơn cha, để rồi chúng con nhận biết Chúa con có rõ ràng hơn cha. Còn điều nào đó trong đời sống con còn gọi là điều gì đó của con chưa rõ ràng, hay là chưa rành mạch trên đời sống con, hoặc là những lời Chúa vẫn chưa thật thiệt trên đời sống con, thì con xin Ngài hãy hướng dẫn con rồi cho con biết và làm việc với tất cả những điều đó, cho con biết tìm kiếm, cho con biết điều gì cần thiết cho đời sống của mình, và điều gì cần phải xây dựng trên đời sống của mình cho đi rồi con ngày càng được trở nên giống Chúa và cùng đồng chia sẻ với Ngài. Sống đời đời đó là nhận biết Đức Trời bất thật và có một và thật và như suýt đó và đấy cha, và chúng con nhìn biết Chúa để rồi chúng con làm thêm nhiều thời gian cha, con nhìn biết Chúa để rồi trở nên một ảnh tượng giống như Ngài cha, con mình xin Ngài và con để rồi và tất cả những gì mà chúng con làm đều gọi là phản chiếu chính Chúa suýt trên đời sống con cha. Ngài đã kêu gọi con trở nên giống Ngài cha để rồi ôm Ngài được gọi là làm vua cho muôn vua cha, làm chúa cho muôn chúa cha, ôm cả Ngài rất nhiều cha, ôm dân ai chị em con cho Ngài cha, là những người được Ngài kêu gọi để trở nên những vua cha, những người cai trị cho những người, để trước nhất là cai trị trên đời sống cõi lòng của mình cha, cai trị trên linh hồn của mình, để con phục thần linh của Chúa cha, để khiến cho ý chí và cảm xúc và cả tâm trí của con trả được phục dưới chân Ngài cha, yêu Ngài hết lòng cha, cô cần xin hãy giúp đỡ để giúp đỡ con cha, cầu chúng con cảm nhận hãy mọi thứ tuyệt vời từ Ngài cha, tất cả những góc tất cả những được gọi là từng tơ tóc của Ngài cha, để rồi chúng con thôi nhận biết Chúa thật rõ ràng và rõ ràng và một cách tương tự Amen. Cảm tạ Chúa.
Hôm nay không biết là mục sư Hương có được chú bày tỏ được gì, chứ mục sư sẽ nay mục sư Nguyễn Mạnh Cường có chia sẻ giảng người thêm cho chúng em vẽ thêm hay là vẽ thêm á. đủ rồi, và chia sẻ cụ thể gì hơn. Mình còn vẽ cả kế hoạch ngắn ngày nữa, kế hoạch dài ngày nữa. Còn cái B nữa sao? Phương án B chứ kế hoạch B gì? Tôi Hoạch 8 năm, kế hoạch 10 năm thì tương tự như vậy thôi. Kế hoạch dài, hạn của mình nhé. 8 năm, 10 năm là kế hoạch mà dự phòng. Mục đích của mình nhớ đấy là mục đích tổng thể là tạo ra con người. Sứ mạng của mình là bày tỏ khẳng định vương quốc của Chúa mà khắp quả sáng tạo đấy. Của mình đấy, bày tỏ khẳng định vương quốc của Chúa khắp quả sáng tạo, ngắn gọn như thế. Mà vương quốc của Chúa là cái gì đấy thì đấy do mình hiểu cái từ đấy, là vương quốc Chúa là Đức Chúa Trời, là tạo vật của Ngài, là các quan hệ tương ngộ giữa các chủ thể theo luật của Chúa. Thì bày tỏ vương quốc của Chúa là bày tỏ như vậy đấy. Amen. Bày tỏ Chúa ra này, chỉ ra cho các tạo vật là ai này, tạo vật là gì này, đúng không? Tư Hương nhỉ, ở nhiều tạo vật đấy họ không biết họ là ai, mà thậm chí như nhiều con người họ không biết họ là ai thực sự, ngay cả hội thánh, ngay cả mục sư còn không biết họ là ai cả, bản thân hội thánh còn không biết hội thánh là ai, hội thánh là gì nữa. Nghĩa là mấy cái người tin Chúa xong nhóm lại là hội thánh rồi, họ cứ tưởng thế, họ không biết được sứ mạng hội thánh. Ở nhiều tạo vật khác không biết mình là ai cả, con bò con gà đấy nó có biết là ai đâu, nó chỉ bị nó sống đời rồi nó chỉ bản năng sinh tồn nó là ăn uống ngủ nghỉ thế thôi. Chúng ta còn dạy nó về thẩm sứ, thậm chí nhiều có thể là cả thiên sứ nữa còn chưa biết họ là ai nữa, có thể đấy, có thể đấy. Nên là Kinh Thánh nói rằng hội thánh còn dạy các bậc cầm quyền các nơi cao trên trời nữa. Và vị trí chúng ta biết rồi, chúng ta là DNA của Chúa, là hoàng hậu sủng ái của Ngài, nên chúng ta sống sao cho sao là xứng đáng sự kêu gọi chọn lựa của Chúa Trời, xứng đáng với chức phận đấy của Chúa. Amen. Tấm lòng của mình ấy, với Chúa thế nào đó để xứng đáng thực sự là đẹp lòng Chúa Trời. Và chính vì cái vị trí và chức năng của chúng ta như vậy, hay sức mạnh của chúng ta như vậy đấy, mà chúng ta có thẩm quyền đi khắp mọi nơi được. Vì đi nơi mà đi khắp tất cả mọi nơi mọi chỗ là uy quyền, uy quyền Chúa ban cho để mà khôi phục lại luật lệ của Đức Chúa Trời, uy quyền để mà thực thi luật pháp Chúa. Thì thực ra ta có quyền đó để khôi phục lại luật lệ của Chúa. Ví dụ như là hôm nay chúng ta nghe thấy bà tướng thủy bà xách mã tấu và đi lông bông ở trong các phòng đấy, bà thấy chỗ nào không đúng trật tự bà ấy xém luôn, bà ấy hạ thủ cấp luôn, bà bay luôn ở đó luôn, thấy không Nam Hiến? Dạ Dạ phải làm gì? Dạ không giờ. yeah. Amen thế thôi á, thế phải làm cái gì Yeah, để mà cũng cũng đi mà anh hạ thủ cấp của kẻ nào đấy khác chứ. Đâu đó thì Nam phải vẽ ra những cái bức tranh nào đấy, biếm họa để hạ thủ cấp, mình phải dùng các khí cụ của mình dùng chứ Nam ạ. Vẽ đi, gợi ý rồi đấy, vẽ vẽ biếm họa về xã hội thì là bán được tiền, còn vẽ biếm họa về tín ngưỡng tôn giáo thì được cái gì đấy,
vẽ đi Nam ạ. Vẽ là ví dụ như là các lãnh đạo tôn giáo đấy truy giúp ở dưới trong trại súc vật đấy để cho con lợn tuyên giáo hay lợn vũ trụ, lợn lãnh tụ là đấy nó đọc điều kiện cho phải làm. Các lãnh đạo tôn giáo vẽ ra lãnh đạo đầu trọc này, hạt này, lãnh đạo cầm cái thánh giá to đùng này đấy, các lãnh đạo Hồi giáo này đeo khăn cuốn khăn lù lù đi đấy, đi một đống đấy, xong rồi tất cả các lãnh đạo đấy đi khom khom lưng quỳ gọ, có một con lợn tôn giáo ở đấy nó ngồi nó đứng phía trên, nó là cộng cộng sản đấy, nó mặc áo đỏ đấy. Đấy, định phải vẽ ra cái gì phải tìm cái và vẽ đập nó, đập 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 lệ nó. Tức là mình là dùng tất cả cái gì vũ khí của mình nện nó, đánh nó, tuyên giao chiến với trời và đánh kiểu kia nữa. Phải nhớ là mình là yêu được của mình cách được giá mà thấy được giá thì phải đánh, phải ngồi đấy cầu nguyện là xong, phải nghĩ ra cái gì đấy theo cái sứ mạng của mình, theo cái tiềm năng nào đó của mình mà mình có mình nện thôi. Ví dụ em thủy thì đó thấy không, bà tuyến thủy đấy, bà ấy ở trong đâu đi làm đi, bà ấy xách dao và chém luôn được khách hàng. Mừng lời Chúa, dao là lời Chúa, mã tấu lời Chúa, gươm lời Chúa, chém luôn. Ông mục sư là kêu là mục sư mà tơ lơ mơ chém một phát, wow, mới giật mình quá. Tơ lơ mơ này thích à, thích massage này thì cao, chém một phát. Rồi ai nữa, rồi đi vào trong góc phòng Mục sư đố không thầy đố mày làm nên. chiếm lia bịa ở cái tài năng nào đó, cái vị trí mà mình đang có đấy thì mình thi hành chứ không phải ngồi đợi làm cái gì đâu. Vẽ bức tranh đấy thì tất nhiên có khả năng là nếu mà Nam chẳng hạn ở Việt Nam có thể là vì có cái luật nào đó của nó về về gì ạ? Về thông tin đấy à, về thông tin Nam ạ, có thể mình không đưa trực tiếp lên, chuyển cho người khác thế thôi, chuyển cho mình nhỉ? Mình sẽ chuyển cho người khác và mình sẽ post lên trên trang của mình chẳng hạn, chuyển cho người khác. Nói chung bây giờ nói chung có chỗ để bán tranh rồi Nam ạ. Alo đấy, bán không được thì mình tự post lên thế thôi, mình bán cho họ, họ trả tiền cho mình, nếu họ nhận được bức tranh là tốt thì họ trả tiền, còn không thì thôi họ trả lại thì mình tự post lên vậy thôi. Vừa phát huy được sức lực của mình nữa, phát huy được tiềm năng của mình. Nhớ, nhớ đấy, cái phần của chúng ta là trong cái sứ mạng chúng ta thực hiện đấy là để đi vào khắp mọi nơi mà để mà đập sự gian ác và tôn vinh điều công bình của Chúa, yêu được công bình mà, nên phải tôn vinh điều công bình. Và chúng ta thấy điều công bình là tốt đấy, chúng ta tuyên dương điều đó. Ví dụ từ những cái người ví dụ như người Samari chẳng hạn đấy, theo người Samari nhân lành, chúng ta thấy những cái tấm gương nào đó của người nào đó trong xã hội họ làm tốt đấy, hơn cả các thầy tôn giáo đó thì hay. Hãy tuyên dương người đó, ví dụ như là các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, họ thấy ông Nam họ dám lên tiếng chống lại điều bất công trong xã hội, họ tương tự như là người Samari nhân lành vỡ. Trong đó là các thầy tế lễ người Li-vi đi qua thì ngậm miệng. Thế nói chung là có bao nhiêu ý tưởng để mà vẽ mà trong Kinh Thánh mình đi với Chúa một cách sống động ấy, thì mình luôn nhìn thấy Kinh Thánh, mình luôn nhìn thấy lời Chúa sống động ở trong đời sống của mình và trong hoàn cảnh xã hội, mình nhìn thấy hết mà. Mình nguyên tắc Alpha Omega mà chúng ta đã học rồi, nhìn thấy Chúa, nhìn thấy mình, nhìn thấy xã hội mình đang sống. Amen, còn nhớ không nhớ anh chị em? Rồi. Hallelujah. Nào bây giờ mình vẽ cái bức tranh gì nữa đây, anh chị em đòi tôi vẽ cái bức tranh gì nữa? Ngắn ngày. Ngắn ngay
Vừa nãy là dài hạn rồi đúng không? Bức tranh ngắn ngày là kế hoạch một năm chẳng hạn này, hay là một quý, tùy anh chị em, tùy theo cái kế hoạch mà mình vạch ra ấy, và cái tiến độ mà mình thực hiện được ấy, mà mình hoặc là một năm hoặc là một quý hoặc là nửa năm thì có thể ngắn hạn như vậy. Thì tất cả cái nguyên tắc ấy, nó đều nằm trên cái nền tảng cái kế hoạch lớn hơn đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ 6 tầng nhớ không ạ? Cái tầng tầng không đấy, tầng hầm đấy, tầng nền tảng ấy, nó là hệ thống giá trị rồi, trên nền tảng hệ thống giá trị đấy là cái nền đấy, ta dựng lên cái tầng gọi là tầng thứ hai đi. Thì tầng thứ nhất là nền tảng này, tầng thứ hai là mục tiêu tổng thể này, tầng thứ ba là kế hoạch tổng thể để thực hiện mục tiêu đó đấy, tầng thứ tư là kế hoạch dài hạn để mà thực hiện cái kế hoạch tổng thể này, tầng thứ năm là kế hoạch thì ngắn hạn để thực hiện kế hoạch dài hạn này, tầng thứ sáu là kế hoạch ngày để thực hiện kế hoạch ngắn hạn đó. Kế hoạch dài hạn đấy nó có thể vài kế hoạch, ví dụ như kế hoạch tổng thể của mình trong vòng 50 năm chẳng hạn, cho kế hoạch dài hạn của mình là 10 năm, như vậy là mình có khoảng độ 4 kế hoạch dài hạn trong vòng chia ra 10 10 cái đúng không ạ? Amen chị em nhớ chứ? Ví dụ như chúng ta có kế hoạch là 40 năm đi, 40 năm đi để đào tạo người đi. Và chúng ta dùng 5 năm này. Lấy kế hoạch dài hạn chúng ta tầm 10 năm chẳng hạn. Chúng ta lấy kế hoạch dài hạn là 10 năm thì mình nhìn thấy 10 năm mình làm gì này, xong 10 năm tiếp theo làm gì nữa này, 10 năm tiếp theo làm gì nữa này. Thì bốn cái 10 năm đấy thì ra được kế hoạch tổng thể của đời mình trên đất. Nếu mình tính lập trình ra là 40 năm trên đất thôi. Rồi trong kế hoạch dài hạn là 10 năm đấy thì mình chia nhỏ ra. Có cái trung hạn là 5 năm rồi này, còn ngắn hạn nữa thì 1 năm. 1 năm mình làm gì? Những cái năm đầu bao giờ cũng khó khăn hơn, bởi vì là chưa có gì mấy mà. Những năm sau thì nó sẽ như tự nhiên lãi mẹ đẻ lãi con đấy, nó sẽ nhiều thêm, càng tiếp tục nó càng số của nó càng tiến thêm nữa, con số nó càng tiến thêm. Như năm đầu rất là khó khăn, năm đầu mình vắt chính bản thân mình ra, không có lệ thuộc của người khác, người khác coi người khác nó chỉ là bonus thôi. Đến khi mà những năm sau mà chúng ta có bông trái rồi đấy, đấy thì để bông trái và để sinh tiếp ta, sinh lợi ra tiếp, lại mẹ để lại con. Và đầu tiên là chúng ta chỉ có cái vốn đó, ban đầu là chính mình thôi. Vốn vốn là mình luôn nhớ thế. Bản thân vốn đó là mình là vốn. Đức Chúa Trời cho vốn đó là chính bản thân mình. Luôn nghĩ như vậy. Còn người khác chỉ là bonus thôi. Đừng có trông cậy vào người khác. Đừng có, xin lỗi, trông cậy thì mình tin tưởng. Nhưng đừng có trông chờ. Các thứ mình phải tự làm hết, mình trong đầu mình ấy, lập trình ra mình phải tự làm hết, người ta không làm được thì mình cũng phải che phủ luôn để tìm cách là khắc phục, nếu không khắc phục được thì thôi chờ đợi lúc khác, không làm bám được. Thì trong kế hoạch dài hạn đấy của mình nhé, mình nói kế hoạch ngắn hạn này, ta quý này, từng quý một, nếu chúng ta để ý đấy, ở trong các công xưởng, các nhà xưởng chẳng hạn đấy, họ đều có gì ạ, kế hoạch ngắn hạn đúng không, kế hoạch dài hạn nó có nhé, họ kế hoạch 5 năm nhé, sau đó họ kế hoạch ngắn hạn họ là một tháng hoặc một quý chẳng hạn, một tháng một quý đấy thì nó phụ thuộc, kế hoạch ngắn hạn của nó phụ thuộc vào gì, Nam biết không nào? Thưa Pastor Hương, Vincent Pastor, kế hoạch ngắn hạn nó sẽ phụ thuộc vào gì ạ? Phụ Tức là thuộc vào mình chia thời gian đấy, chia thời gian ngắn hạn đấy, là ý ý đang nói như vậy đấy. Tại sao là 3 tháng? Hay tại sao lại là 6 tháng? Hay tại sao là 1 tháng? có những cái thống kê chính xác đó phải Dạ, không vâng ạ. Tức là nó phụ thuộc vào cái điều kiện xã hội mà mình nhìn thấy đấy. Cái ạ? đòi hỏi xã hội đó. Ví dụ như một công ty chẳng hạn này, họ 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 có kế hoạch 5 năm phát triển của họ, nhưng
họ thấy là phải kế hoạch ngắn hạn của họ là một quý. Tại sao một quý? Bởi vì họ bị người ta đòi hỏi phải nộp báo cáo thuế một quý, họ bị người ta đòi hỏi phải nộp tiền trả 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 tiền mặt bằng 2 quý, tức là nửa năm. Thế không, anh chị em có hiểu ý không ạ? Người ta bị ngân hàng đòi phải đáo hạn, ví dụ 1 năm là 4 quý. Và cái nhỏ nhất, cái nhỏ đấy là tiền thuế họ phải dùng là 1 quý phải nộp. Vì chính thế mà họ phải chia ra là 1 quý, đúng không ạ? Là cái nhỏ hơn đấy, anh xem hiểu ý không? Theo cái đòi hỏi của tình huống xã hội lúc đó. Alo, anh xem nghe rõ không đấy? Nam biến đi đâu hết rồi, còn thấy không đấy? Dạ đây, dạ đang nghe em. Dạ đây đi nói em, tại em đang nghe. Đang nghe, nhưng mà có hiểu không? Anh chị em nghe có hiểu không ạ? Kế hoạch dài hạn của mình, khi mình kế hoạch dài hạn thì mình dựa trên kế hoạch tổng thể, đúng không? Xong rồi kế hoạch trung hạn hay ngắn hạn đi, thì mình chia ra trong kế hoạch dài hạn đấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là năng lực của mình, cái chu kỳ làm việc của mình. Chu kỳ là chu kỳ là gì ạ? Chu kỳ là cái vòng mà lặp lại đấy. Tương tự như là tương tự mình nói thí dụ chu kỳ của một vụ mùa chẳng hạn này, thì chu kỳ của nó là cứ một mùa xuân này thì có một chu kỳ làm ra một một mẻ mẻ rau hay mẻ lợn mẻ gà thì đấy chẳng hạn này, thì mình tính ra nó là kế hoạch ngắn hạn của mình sẽ là kế hoạch theo chu kỳ của cái việc chăn nuôi đấy chẳng hạn, hay trồng trọt đấy chẳng hạn. Thí dụ nói là trang trại đi chẳng hạn nhé, thí dụ nói trang trại đi, có cái 5 năm này của trang trại là làm cái gì này, xong trong cái 5 năm trang trại thì mình chia nhỏ ra những kế hoạch ngắn hạn, mình nhìn thấy có những chu kỳ, nếu mình việc việc chính của mình nếu trong đó là chỉ có trồng trọt chăn nuôi đấy, mình nhìn thấy là chu kỳ của nó là nửa năm một, từ đầu hè cho đến mùa đông mất khoảng 6 tháng là nửa năm, mình nhìn thấy như vậy để thu hoạch đấy. Thì mình dùng là chu kỳ sẽ là 6 tháng, đúng không ạ? 6 tháng để mà thu hoạch, đó 6 tháng để nghỉ đông làm cái gì đấy, 6 tháng tiếp theo nữa lại thu hoạch tiếp, 6 tháng tới nghỉ đông. Thì như vậy là cho hết 5 năm đó luôn. Tôi nhìn thấy mình chia nhỏ ra từng cái kế hoạch ngắn hạn của từng 6 tháng một làm cái gì. Tất nhiên nó xấp xỉ thôi, nó không tuyệt đối là đúng 6 tháng, tròn 6 tháng. Nhưng mình cứ tách ra 6 tháng để mà phân rạch ra cái rạch ranh giới của nó. Cho 6 tháng đấy mình làm cái gì cụ thể hơn. Xong mình chia nhỏ tiếp 1 tháng mình làm cái gì nữa. Mình lập ra trong cái 6 tháng đó mình có thể là kế hoạch tháng lại lại chia nhỏ tiếp thêm nữa thôi. Còn nếu không kế hoạch tháng đấy thì kế hoạch của 2 tháng cũng được, tùy theo cái tiến độ của công việc mình đang làm. Thí dụ mình thấy cái loại bầu bí này chẳng hạn 2 tháng thì nó ra một vụ mùa chẳng hạn này, thì mình phải lập cái kế hoạch là 2 tháng. Thì trong 6 tháng đấy mình sẽ chia ra 3 lần là cái gì đấy. Tiếp tục đến khi chúng ta đưa ra kế hoạch cuối cùng là kế hoạch ngày, anh chị em ạ. Thì mỗi ngày lại có lượng công việc nhất định để thực hiện được, để ngày nào cũng tiến đến cái việc chia nhỏ ra mà. Để tiến đến cái mục tiêu, tiến đến cái kết quả của kế hoạch lớn hơn đó. Anh em hiểu ý chưa? Tức là để cho một con voi ấy, mình sẽ ăn hết cả con voi khi mình chia nhỏ ra, xong rồi em dần dần thấy hết cả con voi luôn. Một cái to đấy, mới nhìn thì nhìn nó choáng, nhìn thấy cái to thì thấy có vẻ không làm được, nhưng mà khi mình chia nhỏ ra đấy thì mình thấy là cái này khả thi, đều làm được cả, xong cứ túc tắc, thế là gặm được hết tất cả luôn. Vì vậy kế hoạch ngày của mình đấy nó cũng khả thi để thực hiện được cái việc đó.
Ví dụ chúng ta kế hoạch ngày của chúng ta chẳng hạn nhé, ví dụ anh chị em chẳng hạn, ví dụ tôi chẳng hạn, ở đây ít nhất ấy, trong kế hoạch ngày ấy, mình dành khoảng độ 60% thời gian của mình ra để dành cho gì biết không, dành cho cái sứ mạng của mình anh chị em ạ. 60% thời gian ấy, dành cho sứ mạng của mình. Tất nhiên mình không kể cái thời gian ngủ, bỏ cái thời gian ngủ đi, thời gian ngủ là bắt buộc phải phải giống nhau rồi, cứ tính ra khoảng độ 6 đến 8 tiếng ngủ rồi chẳng hạn, xong còn cái thời gian 16 tiếng còn lại chẳng hạn đấy, đấy thì mình lấy 60% của nó ra, hoặc tùy mình, hoặc là 70 hoặc 50% tùy khả năng của mình, xong mình sẽ điều tiết cái phần trăm đấy mà nó thích hợp, nhưng mà phải trên 50% để mà thực hiện cho cái sứ mạng đấy của mình. Thế còn những cái phần còn lại đấy, thời gian còn lại là 40% hoặc là thấp hơn nữa đấy, thì mình dành cho những cái thứ tự ưu tiên thấp hơn. Thì trong cái 60% lên của mình đấy, mà để dành cho thứ tự ưu tiên cao hơn đấy, thì có thời gian tương công với Chúa, hoặc là riêng tư, hoặc là cùng chung. Ví dụ chúng ta cầu nguyện chung thế này thì cũng vẫn là tương giao với Chúa mà. Amen. Có lúc mà Amen. chúng ta tương giao riêng tư biệt riêng với Chúa, để chúng ta học, chúng ta luôn học và kêu đồng đi với Chúa, là không chỉ rồi mỗi cái tương giao Chúa riêng một cách ở một cái riêng tư được, ở trong 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 gọi là phòng kín theo cách của nhìn mắt thường được, và chúng ta vẫn có cái nghệ thuật phòng kín ở trong lòng của mình, tâm hồn của mình này với Chúa, kể cả mình đang đứng trước đám đông, mặc dù trước giông tố đầy đám đông đang nói chuyện, mà mình vẫn có cái phòng kín của mình với Chúa, cái riêng tư. Thì cuốn sách mà Chúa Giêsu bạn cho từng biết đấy, dạy cho mình cái là phòng kín kiểu như thế đấy, hay có thể không dạy, có thể không nói ra như thế, nhưng mà nhắc nhở chúng ta biết đấy, cái nguyên tắc đấy là chúng ta luôn hình dung, luôn tưởng tượng thấy Chúa đang ở trong mình ở trong Ngài, Ngài trong mình, chỉ có mình với Ngài biết thôi, Ngài với mình biết rồi, thế là phòng kín rồi đấy. Ở trong phòng kín đó thì mình học điều gì với Chúa, rồi chúng ta ở cái phòng mở hơn ra đây, chúng ta ở trong tự do, đây là ví dụ ngày cầu nguyện như này chẳng hạn này, chúng ta nói chuyện với Chúa, chúng ta cầu nguyện chung này, thế trong lúc cầu nguyện anh chị em tập trung vào, đừng có làm cái việc riêng tư thì đấy mà phân tán ra, kể cả chúng ta có làm việc đấy, tay chân chúng ta làm việc đấy, nhưng mà trí óc chúng ta cũng phải hướng về, lòng chúng ta phải hướng về trong lúc cầu nguyện lúc đó, chứ không phải là phải chơi thì xem tivi hoặc là xem phim lúc đang cầu nguyện đâu, nó có chuyện tính sau, bây giờ phải tập trung vào chuyện đó để tập tương giao với Chúa trong tầm đấy, để học được cái gì đấy trong lúc mà ai đó chia sẻ lời Chúa, hoặc là mục sư giảng, hoặc là ai đó chia sẻ lời Chúa, để nắm được cái gì đấy bản thân mình đấy, thì lúc trong lúc đấy cũng phải phải tích cực luôn, thí dụ như là đọc đoạn kinh thánh như thông thường anh chị em hay đọc đấy, thì mình cũng phải động não vào cái đoạn kinh thánh đó để tìm ra Chúa trong đó như nào, để tương giao Chúa qua đoạn kinh thánh đó đi. Rồi tiếp theo nữa, hết là cầu nguyện đấy rồi thì chúng ta còn giờ học hành nữa, để làm việc với bản thân mình, để nó dính đến sứ mạng thiền định của mình, nó dính đến ít nhất 6% nên chúng ta phải dành cho sứ mạng thiền định để làm việc với tính cách của mình. Rồi tiếp nữa là trau dồi cái chuyên môn ở đấy để mà mình sử dụng nó trong sứ mạng thiền định. Còn thời gian khác nữa là chúng ta để nấu ăn, uống thì nghỉ ngơi các thứ, tiếp đấy là thời gian phụ rồi giao tiếp với gia đình nữa, để có thứ tự để mà giao tiếp với vợ, chồng, với con cái nữa, thì mình chia thời gian ra trong mỗi ngày đấy, mỗi ngày đấy sao mỗi ngày kế hoạch của mình ấy, nó phải dính đến nó càng ngày càng sát cái mục tiêu mình đề ra. Và cả cái kế hoạch mà chúng ta cũng sẽ phải thực tập đó, đó kế hoạch mà rèn tập cho mình các đức tính đấy, mà chúng ta đã học nó được nói qua cả cả trong tương lai Việt Nam cũng như là trong thì gia linh hồn ấy, có nói về cái sơ đồ của Benjamin Franklin đấy, 12 đức tính ấy, cũng chia ra
Tất nhiên chúng ta có thể không nhất thiết phải dùng cái sơ đồ của ông đấy, nhưng mà cái nguyên tắc là như vậy để mình có thể có cái đức tính nào đó. Và trong cái bài học của tương lai cho Việt Nam có nói về tính cách ấy, thì cũng có cái phần mà rèn tập về tính cách để có cái đức tính nào đó, thì có mấy cái phương án trong đó đấy mà tôi đề xuất ra đấy. Anh chị em nghe là một chuyện rồi, anh chị em có thể mở cả cái bài test, trong cái test mà gửi cho anh chị em tương lai Việt Nam đấy, có bài đấy thì tôi soạn ra rồi đấy, có thấy không anh chị em? Có không ạ? Hay không có? Nếu có thì tốt, nếu không không có thì nghe tôi ghi lại thôi. Để mà ra cái test đấy để mình biết được mình làm cái gì trong việc mà rèn luyện tính cách của mình. Hoạch ngày của anh chị em thì phụ thuộc vào cả cái công việc, cái điều kiện mà anh chị em đang ở nữa. Ai đó đi làm đêm chẳng hạn này, thí dụ làm ca đêm chẳng hạn, đang cái lúc mà cái điều kiện lúc đấy phải làm ca đêm chẳng hạn, hay công việc mình dính đến chuyện làm việc đêm chẳng hạn, luôn là lập trình kiểu khác rồi. Đấy, còn thông thường thì ban ngày thì không ai có thể giống hệt nhau hoàn toàn được, nhưng mà chúng ta trong đội ngũ của Chúa đấy, trong cái nhóm đặc nhiệm này thì chúng ta có những cái giao thoa giống nhau, thì có giờ cầu nguyện chung chẳng hạn, đấy là giao thoa giống nhau rồi đấy, thì cố gắng gom góp ở đấy để mà làm chung cho cái phần đấy nữa. Và mục đích của một ngày đấy mình luôn nhớ đấy là mình phải đạt được kết quả. Ngày nào mình phải thấy là có đạt kết quả, nó cái mục tiêu sát gần mục tiêu hơn, mục tiêu tổng thể đấy. Tại mỗi ngày thì nó đạt được mục tiêu của cái ngày đấy, là sau mỗi cái ngày đấy nó đạt mục tiêu của cái thời của kế hoạch ngắn hạn đấy, xong kế hoạch ngắn hạn đấy nó đạt được mục tiêu của kế hoạch dài hạn đấy, kế hoạch dài hạn đấy nó đạt được mục tiêu của kế hoạch tổng thể đó. Amen. Amen. Nên không phải mỗi ngày mình cứ cứ làm ra thôi, nhưng mình phải chiếu xem có đạt được mục tiêu không. Tương tự thế nào bây giờ nhỉ? Tương tự một thí dụ nào bây giờ? Tương tự thế nào nhá? Tương tự là thí dụ thế này đi. Anh chị em cần phải trả một khoản nợ là 1 triệu. Một triệu đi. Tạo trả một khoản nợ là 1 triệu. Thì mình chia ra 1 triệu trong vòng 1 năm. Phải trả khoản nợ 1 triệu trong vòng 1 năm bằng mọi giá phải trả. Triệu đồng Việt Nam được, triệu grip được, 1 triệu đô la được, nên phải trả Chúa đấy, nhiệm vụ của mình đấy, phải làm cho Chúa đấy, trả cho Chúa đấy 1 triệu đô la trong 1 năm đấy, tương đương một kế hoạch nào đó trong 1 năm mình phải làm trước mặt Chúa nó như vậy. Thì mình chia ra hàng cái công việc mình đang có đấy, anh chị em đang có đấy, cái việc anh chị em đang làm này, thì thấy lương của anh chị em là như thế nào này, cái thu nhập anh chị em đang sao này, và kế hoạch ra mỗi tháng mình trả bao nhiêu tiền này. Ví dụ 1 triệu chẳng hạn, thì anh chị em tính trung bình mỗi tháng anh chị em 12 tháng chẳng hạn, anh chị em trả mỗi tháng là 100.000 anh chị em ạ. Cho đó 2 tháng là bonus để phòng những chuyện gì trục trặc có thể xảy ra. Nam hiểu không Nam? Nam ạ, trong trong cái lúc mà tính toán kế hoạch đấy, mình phải để một cái phần dư ra, đề phòng có cái tháng nào đó không làm được, có tháng nào đó phải nghỉ, có tháng nào đó bị bận, em hiểu không? Thì ra kế hoạch của mình đấy phải chia ra có cái phần dự phòng, mình tính tính xác suất đi, bên trong vòng 1 tháng 12 năm mà trả cho 1 triệu thì mình không thể chia lấy 1 triệu để chia 12 tháng được, bởi vì người luôn phải hiểu rằng có cái chuyện gì xảy ra, cái tháng đấy bị bận, tháng đấy bị mệt, tháng đấy không làm được hay cái gì đấy, xong tính xác suất là bao nhiêu tháng có thể không làm được. Thế mình thì có khoảng 2 tháng không làm, có 2 tháng nghỉ này, có 2 tháng bonus này, như vậy là mỗi tháng mình sẽ trả là 100.000 thôi, tháng trả 100.000, trong vòng 10 tháng thì trả được đủ 1 triệu cộng với 2 tháng để dự phòng xông sinh. Như vậy thì mỗi tháng là 1 triệu, thì mình xem
Một ngày mình túc tắc làm bao nhiêu? Mỗi ngày là có 25 ngày làm việc chẳng hạn này, 26 ngày làm việc này. Cũng không phải tính 30 ngày đâu, mình đừng có chia 30 ngày nhé. Tại vì tính cả ngày nghỉ, cái ngày mình bổ lại sức nữa mà. Thì mình tính ngày làm việc thôi. Thì 30 ngày, à xin lỗi, không tính 30 ngày, mà một tháng, mình chỉ tính là 25 ngày chẳng hạn. Như vậy là mỗi ngày phải hết bao nhiêu năm? Trong 100.000 đấy, chia 25 ngày thì mỗi người hết 4.000. Làm à, biết đó, nghe tao không ạ? Dạ vâng. Hai chục ngày thôi thầy. Ok, hoặc 20 ngày cũng được. 20 ngày thì mỗi ngày phải trả 5.000. Còn nếu 25 ngày thì mỗi ngày phải trả 4.000. Đấy, thì 4.000 hay 5.000 đấy chính là kế hoạch ngày của mình đấy, anh chị em ạ. Để ra mục để ra được được cái mục tiêu của ngày đó là phải phải làm ra được, phải trả được 5.000 hoặc là 4.000 nữa, chia như vậy đấy, anh em hiểu ý chưa? Thì kế hoạch ngày của mình đấy thì mình xác định làm Yeah. sao để nó ra sản phẩm đấy, ra được 5.000 để mình trả được 5.000 đấy hoặc là 4.000 đó. Thì tất cả cái điều đấy nó dựa trên khi mình suy nghĩ tư duy chiến lược đấy, đấy thì mình nó đều dựa trên cái xa xa hơn, tức là cái xa ấy, chia nhỏ Nói. gần xong chia gần nhất, gần nhất là ngày đấy, gần nhất. Nên thí dụ anh chị em chẳng hạn, anh chị em nhìn thấy trong chương trình, thí dụ chương trình đi học chẳng hạn này, học trường Joshua chẳng hạn, thí dụ họ có kế hoạch hàng tháng cho chúng ta chẳng hạn, họ đưa bài tập cho chúng ta chẳng hạn, xong chúng ta một tháng thì tất nhiên nó chỉ có trong vòng nửa tháng thôi phải làm bài tập thôi để nộp rồi, họ có kế hoạch như vậy, họ rèn chúng ta có kế hoạch như vậy, chúng ta chia bài tập đấy thì mất mấy ngày làm việc và mỗi ngày chúng ta phải làm bao nhiêu câu hỏi để làm cho xong, để đến xong ví dụ 2 tuần chẳng hạn phải nộp một bài tập, sau đến lúc thi nữa thì mình phải tính đến cả cái thời gian để mình có thể ngồi ôn thi được nữa, thì mỗi ngày phải làm hết bao nhiêu, được chưa anh chị em, hiểu chưa? Hay nói nôm na chẳng hạn, cho nó retreat nhé, nó lúc retreat và chúng ta luyện tập đấy thì chúng ta sẽ như thế này này anh chị em này, nó retreat đấy anh chị em sẽ nhận được ví dụ như là 20 câu hỏi trong một đêm, anh chị em phải làm việc phải trả lời 20 câu hỏi. Alo, anh chị em nghe rõ chứ? Phải trả lời 20 câu hỏi trong một đêm, thì anh chị em phải tính luôn trong một đêm đó mình có bao thời gian, mình vừa học xong là đến 12 giờ đêm rồi mới học xong, sau đó phải trả câu hỏi đấy trước 5 giờ sáng, mỗi lần 5 giờ sáng là họ không nhận nữa, mà vừa mới học xong là 12 giờ đêm vừa mới học xong mà đến trước 5 giờ sáng mình phải trả trả 20 câu hỏi rồi, mình phải tính toán thôi, 20 12 giờ tức mình có 5 tiếng tổng cộng thôi để mình làm hết tất cả cái điều đó ra, mình tính toán 20 câu hỏi thì mình tính ra một mình phải làm trong vòng ví dụ mình sẽ được ngủ 2 tiếng trong ngày đó, 2 tiếng thì 5 tiếng mà, thì 2 tiếng để ngủ và 3 tiếng để làm bài tập. Alo, nghe rõ chưa? 3 tiếng này là bài tập trả lời 20 câu hỏi đấy. Thì mình tính ra à, 3 tiếng là bao nhiêu? 3 tiếng là nhân với 60 phút đi là 180 phút. 180 phút làm từ tí đấy. Chia cho 20 câu hỏi. Thì đều ra thì trung bình mỗi câu hỏi là mình phải làm trong vòng 9 phút. Đúng không ạ?
9 phút mình phải làm một câu hỏi rồi. Đấy, mình chia nhỏ ra như vậy đấy. Trung bình như thế, cộng trừ như thế. Hoặc là ít hơn đi. Hoặc là mình tính thì không phải là 9 phút nữa. Bởi vì 180 phút đấy, mình 3 tiếng đấy mình có thể đi ra đi vào. Đi toilet đi đấy mất 10 phút chẳng hạn rồi. Thì mình trừ mất đi. Nó chỉ còn có 160 phút thôi chẳng hạn. 160 phút mà chia cho 20 câu hỏi. Thì không phải 9 phút nữa mà 8 phút một câu hỏi thôi. Thì 8 phút một câu hỏi. Và tiện nữa để lúc làm bài tập đấy nữa. Thì trong lúc mà mình đi toilet hay là làm cái gì đấy thì trong đầu mình cũng phải nghĩ luôn để cách trả lời câu hỏi luôn, để khi vừa vào phát thì bắt đầu mình viết lại câu hỏi trả cho ngắn đi. Đấy là như vậy đấy. Thì trong lúc đi retreat đấy là chúng ta sẽ luyện tập nhiều thứ, cho nó có cả một cách thức mà tăng tốc độ làm việc, với có kỹ năng để làm ra để trả lời câu hỏi như vậy. Thì kỹ năng đấy nó giúp mình cho cái tăng tốc độ trong việc mà lấy lại 5 tháng đã mất. Tại trong lấy lại 5 tháng đã mất đấy, mình có cái phần tăng tốc độ mà. Mình tập tập dượt cái đấy thì mình sẽ có kỹ năng. Và kỹ năng đó mình sẽ áp dụng trong cái đời sống thực tiễn luôn, chứ không phải lý thuyết. Nam ạ. Thì cái điều của các anh chị em trẻ đấy là thiếu, đó là hay lý thuyết. Không áp dụng thực tế gì cả. Và nhiều người họ không biết nối thực tế ra sao cả. Nhiều trường học Việt Nam đấy, khi học lý thuyết đấy, ở Việt Nam có cái bệnh là bệnh lý thuyết. Bệnh lý thuyết này nó đổ xuống trên các vị thánh và trên cả cả những người ở ngồi ở Việt Nam nữa. Người ta lên nên nó bao phủ, nên người ta cứ tôn giáo quen, người ta lý thuyết quen rồi. Học thì hay lắm, người ta khoe mình hay lắm, nhưng mà toàn lý thuyết cả, lý thuyết suông cả. Đến khi học xong rồi ra trường họ không biết làm cái gì cả. Tại vì trong lúc học toàn học lý thuyết mà. Và đấy cái thực tế của nền giáo dục Việt Nam. Cái nền giáo dục Việt Nam bị ảnh hưởng đến do thực tế là trong thế giới tâm linh của những người lãnh đạo của các hội thánh ở Việt Nam, hay những người gọi là sự sáng mà Chúa đặt cho Việt Nam đấy, họ chỉ toàn lý thuyết hết cả. Nên vì thế cái chuyện này nó bày tỏ ra luôn trong thực tế. Nó quy chiếu xuống thế giới vật lý của cái chế độ đấy, của nhà nước đấy. Nên vì thế mình muốn phá đổ tan cái đấy ra thì chính mình phải thay đổi đi. Nam Hiến nhá. Anh em trẻ đấy, ở Việt Nam đấy. Mình áp dụng thực tiễn vào đời sống mình đi. Đừng có lý thuyết nữa. Thôi vậy thôi. Có gì được không anh chị em? Có gì hỏi không anh chị em? Mà luôn nhớ trong một ngày đấy, khi mình làm cái kế hoạch ngày đấy, mình luôn nhớ rằng cái ngày đấy nó được làm việc đấy trên dựa cơ sở nền tảng của kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch ngắn hạn đấy dựa trên nền tảng kế hoạch dài hạn. Kế hoạch dài hạn đấy nó được dựa trên, nó bắt nguồn từ kế hoạch tổng thể. Kế hoạch tổng thể đấy để mà đạt ra cái mục tiêu tổng thể. Cái mục tiêu tổng thể đấy của mình đấy nó dựa trên cái cơ sở là tính cách, hệ thống giá trị nước trời. Amen. Amen. Luôn nhớ điều đó đấy. Nên là cái mục tiêu ngày của mình đấy cũng nhớ là nó dài dài dài, và cuối cùng kết cục của nó vẫn là dựa trên cơ sở là tính cách, là vương quốc của nước trời, là nguyên tắc của nước trời. Để khi mình đạt mục tiêu đấy thì không thể chuyện đạt mục tiêu là mình cứ phá, mình làm cái bậy bạ mà đạt mục tiêu được. Thì có cách đạt mục tiêu một cách bậy bạ mà, cách bất hợp pháp. Cái bất hợp pháp đấy nó sẽ không đúng nguyên tắc của nước trời. Chúa thượng tôn luật pháp, thì thường thấy cái bất hợp pháp đấy nó không được tính, nó chứ không bị phạt nó khác. Nên đừng có vì chuyện là đạt mục tiêu đủ con số sau đó là phá hết các luật pháp, là không thể được. Chúa thượng tôn luật pháp mà, thượng tôn luật pháp của Ngài mà, luật pháp sự yêu thương, sự công bình của Chúa đấy, trong thánh sách của Chúa đó. Nhớ cái bản tính của Chúa đấy, những cái gì mà Chúa nói phải làm, hãy làm, hãy làm đấy. Nó nói những điều trong Kinh Thánh đấy. Kinh Thánh chỉ hết ra về luật pháp của Chúa, chỉ ra những nguyên tắc của Chúa, chỉ ra giá trị của Chúa, chỉ ra điều Chúa yêu, chỉ ra điều Chúa ghét.
thì những cái kế hoạch ngày của mình đấy và có các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, luôn tổng thể đấy, nó đều dựa trên cái nền tảng đó là nguyên tắc mệnh giá trị nước trời, chứ không phải chỉ chạy theo con số làm cho cái con số nó được. Thì cái đấy nó chẳng khác của thế gian cả. Của thế gian đấy, cái kế hoạch của nó rất hay, mục tiêu của nó rất hay, nhưng nó thiếu cái phần đó là hệ thống giá trị nước trời, nó thiếu cái đấy thôi. Còn nhiều về cái nguyên tắc đấy, năm cái điểm, năm cái tầng trên nó dựng lên đấy đều đúng cả, đều hay cả, mình học ở nơi nó cả, nhưng mà mình mới phát minh ra cái điều ấy là phải có hệ thống giá trị nước trời là cái nền tảng, thì cái công trình mình xây trên đấy nó mới lâu đời được, nó mới tồn tại được. Còn thời gian đấy nó không có nền tảng, thành thử là nó xây nhà trên cát, thì nó cứ xây thôi và cái việc nó đổ hết trong cái ngày lớn của Chúa là thôi, nó sắp hết, đổ hết. Hay thậm chí là chưa đến ngày lớn đâu, như hôm nay anh chị em, nhiều anh chị em nói đấy, kể đấy là nhiều người họ bất mãn, họ bị sự cố thì đấy họ bỏ Chúa, để họ không dân, vì sao? Vì họ không xây trên nền tảng của Chúa mà, nên chưa cần phải đến cái sự cố khủng hoảng kinh khủng đó là ngày lớn về phán xét của Chúa đâu, đó là sự cố khủng hoảng nhất rồi. Còn sự cố nhỏ thôi ở trên đời này thôi, họ gặp sự cố thì đặt vặt thôi, họ đã bỏ Chúa thôi. Thì câu trả lời đấy là cái đức tin của họ, cái niềm tin của họ không đặt trên giá trị nước trời, vậy thôi. Thì họ mới sập, mới đổ, nhà họ dựng trên cát. Họ vẫn có thể là Chúa đặt cả câu chuyện là nhà là trên cát rồi, mà cái người là người nghe mà không làm theo đấy, đúng không ạ? Chúa dạy cái chuyện đó đấy, tức người ta vẫn nghe, người ta học lý thuyết rất nhiều. Nam Hiến ạ. Alo, nồi làm biến ra đây để gõ nhá. Nghe, ta nghe thấy Lý thuyết. Lý thuyết. Thì họ lý thuyết họ học rất nhiều, nhưng họ không làm. Thì thành thử tao vẫn xây nhà trên cát thôi. Thế còn người kẻ mà không học cái gì cả thì thôi, hoàn toàn kẻ còn chẳng xây nhà khác. Thì mưa sa gió động thì kẻ đấy chẳng có một phút nào để mà trú nữa rồi. Bởi vì có nhà đâu mà trú. Thế còn kẻ xây nhà trên cát ấy, thì vẫn còn một chỗ trú chân một khoảng thời gian nào đó. Mưa sa gió thổi mà gió lay sóng đổ đấy thì nó mạnh quá thì cái nhà nó sập, còn nó chưa đủ mạnh đấy thì cái kẻ đấy vẫn còn có chỗ để trú chân, vì có xây, vì có biết lý thuyết, có xây cái gì đấy rồi. Thế còn cái kẻ mà không nghe, không làm đấy, không học, không biết đấy, thì kẻ đấy chẳng có cái nhà nào cả. Thế có mưa sa thì cái dính ướt như chuột luôn, gió thổi thì cái lạnh buốt người luôn, tôi kẻ còn kém cỏi hơn kẻ mà nghe về lý thuyết. Lý thuyết vẫn còn cái gì đó còn tồn tại được một khoảng thời gian nào đó cho đến khi có sự cố lớn. Thành thử là chúng ta phải, khi chúng ta làm thì chúng ta phải kiểm tra luôn cả cái độ bền của cái nền của mình nữa, xem mình mạnh ở đâu anh chị em ạ. Khi anh chị em làm việc thì đi anh chị em kiểm tra xem mình có mạnh không, kiểm tra mình luôn, mình có đủ mạnh không, tại vì mình nói là mình xây dựng tính cách con người mà, đúng không? Mình công nghệ làm người mà, ra trong một ngày mình phải xem mình có khỏe không, mình có khỏe hơn không, tâm thần linh đấy, mình có khỏe hơn không, mình có mạnh hơn trước không, mình có lớn hơn trước không. Thì mục tiêu của mình là mục tiêu làm người mà, công nghệ làm người mà. Đặt con số kia là mình làm ra các người khác nữa, thì cũng phụ thuộc vào đó là mình là người làm ra người khác, thì mình phải là rất mạnh thì mình mới làm ra người khác được. Thế là ngày mình kiểm tra xem mình có mạnh hơn hơn trước không, vậy thôi. Có gì nữa không anh chị em, có thắc mắc gì thêm không hay hỏi thêm gì không ạ? Hôm nay chia sẻ tôi, hôm nay tôi vẽ cái nhỏ, tôi cũng không phải bài vẽ đâu, bởi vì không chuẩn bị gì cả. Dạ, để nghe lại được mà. Vâng, nhưng mà vẫn dễ hiểu chứ anh chị em. Tôi là không giảng ở trên ngồi cái bục nó đấy để nói, thế mà đang hiện tại đang nằm đang trong chăn nhé, thì các bạn bị lạnh quá, trong phòng lạnh quá nên có phải chui trong chăn này.
đỡ mất nhiệt, đỡ mất năng lượng. Để những lời cầu nguyện kết thúc. Dạ vâng ạ, vậy thì cầu nguyện kết thúc đi ạ. Amen. Ôi lời cha dấu yêu, chúng con cảm tạ hỡi khen cha đã yêu thương chúng con, dựng nên chúng con ở trong Ngài, và con Ngài con vẽ đoạn thiết kế đời của chúng con ở trong Đấng Christ Jesus nữa. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con mỗi ngày khôn lớn ở trong Ngài, giống Ngài, và chúng con biết được sứ mạng của chúng con, và chúng con cùng với anh chị em của chúng con, cùng với người mục tử chăm sóc chúng con, để cái công việc của chúng con là nối dài của Chúa ở trên đất này, và chúng con khẳng định vương quốc của Chúa ở trên đất này, và công việc của chúng con là rải ra tin mừng vương quốc cho cả cõi sáng tạo với Chúa, bởi vì rất là nhiều tạo vật không biết về mình nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Trước kia đầu tóc tóc chúng con cũng u mê tăm tối, nhưng bởi ánh sáng của Ngài, tình yêu của Ngài đã đưa chúng con vào nơi mà Ngài cho chúng con ăn nuốt lời của Ngài, để mà chính lời của Ngài trở thành thịt trong đời sống của chúng con. Và không những như vậy, Ngài còn cho chúng con liên minh lại với nhau. Chúng con là DNA của Chúa, và chúng con còn là hoàng hậu khả ái của Ngài, để mà chúng con cùng với nhau làm những cái công việc vào những thời kỳ cuối cùng này. Chúng con mang hình hài của Chúa bày tỏ ra, chúng con là DNA đến truy cập đến mọi những cái lãnh vực. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa dẫn dắt chúng con, để chúng con phục hồi lại bản chất của tạo vật của Chúa đã dựng nên. Chúa à, chúng con cảm tạ Chúa mỗi ngày, vì đây chúng con đang vẽ kế hoạch 5 năm, 10 năm, và còn chi tiết nhỏ hơn nữa, để tất cả chúng con hành động theo sự trật tự của Ngài, theo sự hướng dẫn của Ngài và ý muốn của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Cái chuyện alo, cái chuyện mà chúng ta nói kế hoạch ngày đấy thì đã có một cái mẫu rất là nhỏ thôi để gợi ý anh chị em đấy. Cái chương trình mà đi, thí dụ chương trình đi châu Âu và Ukraine 2 lần mà tôi gợi anh chị em đấy, trên đó đấy thì anh chị em lấy cái bảng đấy mà phân bổ ra ngày đấy, chi tiết ra nửa từng mũi nửa 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 phút à, xin lỗi, nửa tiếng 30 phút một đấy, những gợi ý thôi để mà mình làm. Thì khi mình có kế hoạch đấy thì 2 lần rồi, Pastor Hương 2 lần đi rồi, mình thấy là mình đoàn đạt được kế hoạch hết, đúng không ạ? Pastor Hương, đúng không ạ? Kế hoạch nó rất là khít mà hoàn tất rất là tốt đẹp. Có cái trận cuối thì ở lại, nhưng mà vẫn sự Vẫn sắp làm xếp hết. vẫn còn giờ. Vâng, Vâng, biết vẫn đâu. sắp xếp rồi đấy. Thế mình vẫn vẫn kịp, đúng không ạ? Cái trận cuối là trận trục trặc là không sang được London vì tôi là công dân Việt Nam, nhưng mà mình vẫn xoay sở được, vẫn nói chung là vẫn kế hoạch vẫn đạt được, thế thôi. Dạ đúng rồi, Nó có thời những sự gian nó cố sắp nào đó ra, và trong sự cố nó xảy ra thì mình vẫn xoay sở được, Vâng. vẫn vận dụng xoay sở được vì có kế hoạch rồi. Dạ. Nên cái múi giờ như thế để anh chị em cứ tập thế thôi, để làm thôi. Thì trong cái múi giờ anh chị em sẽ nhìn thấy những cái việc quan trọng đấy, khi mà tôi đạt để xuống đấy, trong cái đấy là việc quan trọng mình cần phải thực hiện, khối lượng công việc mình cần làm việc, tương tự như thế thôi. Thì trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ đấy, mình phân ra bao nhiêu thứ tiếng, bao nhiêu giờ mình làm cái gì, làm cái gì đấy, thế thôi, đơn giản thế mà. Xong mỗi ngày nó thực hiện cái công việc của nó, như lời Chúa nói đấy, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Tức là mỗi ngày nó có cái trách nhiệm của nó, mỗi ngày nó có sự khó nhọc của nó làm đủ cái ngày đấy của nó, chứ không phải là cái người lần trước. Có nhiều người họ không hiểu cái câu đó, họ cứ tưởng ơ thôi không phải lo nữa, sự khó nhọc ngày nào, nhiều người họ hiểu sai là không phải lo nữa, Chúa lo hết rồi.
mỗi ngày nó đều có việc công việc của nó cả. Và càng sát bao nhiêu thì chúng ta càng trả được cái triệu để cho Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Tức là cái điều mà Chúa đòi hỏi ở nơi mình đấy. Mình đang phải trả nợ mà. Trả trách nhiệm. Cái gọi của mình dành một Chúa gọi. Trả trách nhiệm. Được cho nhiều, đòi nhiều. Nhưng Chúa cho mình đi nơi của Chúa, Chúa cho mình là hoàng hậu sủng ái của Chúa. Tức là mình sẽ bị đòi nhiều lắm ấy, anh chị em ạ. Và nhiều cái thử thách trên đời sống của mình có nhiều lắm. Nó có thể là gây sự đau đớn nào đó. Nhưng mà phải chịu đấy. Để chúng ta phải trả giá mà. Đặc nhiệm, muốn vào đặc nhiệm phải trả giá. Tập luyện toàn lực gấp mấy lần so với người lính bình thường cả. Nhưng mà sự vinh hiển, sự sang trọng ấy, là gấp mấy lần người bình thường. Và cái đặc biệt cái do là cái hiệu quả làm việc mà gấp mấy lần người bình thường, nhớ điều đấy. Chúa lập Amen, xin Chúa. trình. Mình trong lập trình thì chúng ta luôn nhớ là kể cả chương trình chúng ta có chăng nữa nhé, nhưng Đức Chúa Trời Ngài là chủ nên Ngài có quyền để thay đổi chương trình đấy. Amen. Nhưng tất nhiên Ngài thay đổi là Ngài không thay đổi một cách gọi là đến tận, Ngài không thay đổi cái hệ thống giá trị đâu nhá anh chị em ạ. Ngài có thể thay đổi cả mục tiêu cho chúng ta nữa, bởi có lúc mà chúng ta tưởng là mục tiêu đúng mà khi đi với Chúa chúng ta sẽ chỉnh lại mục tiêu, sẽ correct lại mục tiêu, đúng không? Correct kế hoạch nữa, tôi sẽ làm trong cái sự mà tăng trưởng, trong sự mà chúng ta gần gũi với Chúa đó. Thì càng gần gũi Chúa nhiều thì kế hoạch chúng ta sẽ gần với Ngài, sẽ nhìn thấy Chúa làm cái gì, và cái kế hoạch đấy chúng ta sẽ nhìn thấy à, kế hoạch đấy là của mình hay của người khác à, hay hay là của thế gian, chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch đấy. Rồi, cảm ơn Chúa, cho ban phước lành cho anh chị em yêu quý. Thôi, anh Thủy bảo mẹ bốn con đi ngủ đi. Phát sao? Amen.